Người mẫu Kim Anh qua đời ở tuổi 26 sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng. Rạng sáng ngày 30 tháng 1 năm 2019, người nhà của người mẫu trẻ Kim Anh đã thông báo tin buồn tới khán giả trên Facebook cá nhân. Sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng, Kim Anh đã qua đời lúc 20:20 ngày 29 tháng 1 năm 2019, hưởng dương 26 tuổi. Thông tin này đã khiến đông đảo khán giả, bạn bè của Kim Anh không khỏi xót xa. Hiện tại, mọi thông tin về tang lễ vẫn chưa được phía gia đình Kim Anh thông báo thêm. Trước đó, thông tin người mẫu tự do Kim Anh bị ung thư buồng trứng đã được đông đảo nghệ sĩ Việt như Henye, Lê Thúy, Hà Anh, Trà My, Hồ Vĩnh Khoa chia sẻ trên mạng xã hội để kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Được biết, suốt 3 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, gia đình Kim Anh đã cạn kiệt tiền chữa trị cho cô nên cần tới sự giúp đỡ từ cộng đồng. Suốt thời gian qua, hình ảnh nữ người mẫu nằm trên giường bệnh với thân hình gầy gò đã khiến đông đảo khán giả không giấu được xót xa. Siêu mẫu Hà Anh sau khi vào bệnh viện thăm Kim Anh cách đây không lâu từng cho biết cô và ông xã đã bật khóc khi nghe câu chuyện chống chọi với bệnh tật của nữ người mẫu trẻ. Đạo diễn Đoàn Bình qua đời ở tuổi 46. Theo thông tin từ đạo diễn Thanh Hiệp, đạo diễn Đoàn Bình, người đã tạo dấu ấn qua các show truyền hình thực tế như Bước Nhảy Hoàng Vũ, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Siêu Mẫu, Một Phút Để Chiến Thắng, Giọng Hát Việt, đã qua đời do tai nạn giao thông. Đạo diễn Đoàn Bình sinh năm 1976 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là cố nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Đoàn Bá, nguyên giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và các chị đều là nghệ sĩ Mai Phương, Mai Lan, Mai Trang. Đoàn Bình tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ thông tin, nhưng vì đam mê nghệ thuật, Đoàn Bình đã theo học tiếp ngành nghệ thuật khi thi vào trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp loại giỏi và chuyên ngành đạo diễn sân khấu với vở kịch Carmen, Đoàn Bình tham gia dàn dựng các vở kịch truyền hình, các chương trình hài kịch trên YouTube và các sự kiện văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đoàn Bình cũng tham gia một số phim truyền hình với vai trò giám đốc sản xuất. Đặc biệt, anh đã tạo dấu ấn riêng của mình trong lĩnh vực truyền hình thực tế khi nhiều chương trình do Đoàn Bình thực hiện đã gây tiếng vang, thu hút lượng lớn khách xem như Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò, Ước Mơ Của Em, Bước Nhảy Hoàng Vũ, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Siêu Mẫu, Một Phút Để Chiến Thắng, Giọng Hát Việt. Theo đạo diễn Thanh Hiệp, Đoàn Bình qua đời do tai nạn giao thông vào 21 giờ 30 ngày 6 tháng 1 năm 2022 khi đang điều khiển xe trên đường Nguyễn Văn Hưởng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị tông vào một cái hố. Đoàn Bình đã bị đa chấn thương và tử vong sau đó. Do ảnh hưởng COVID-19 và đang chờ người thân từ xa về, gia đình đã quyết định hỏa thiêu thi thể Đoàn Bình vào ngày 7 tháng 1 và sẽ tổ chức tang lễ sau.